bất ngờ quá và không biết là phải làm thế nào. Về đến trại cách ly thì cũng thấy ngỡ ngàng, tại vì thấy là rất là khác nhà mình. Mệt quá rồi, kiểu 24 tiếng. Khu cách ly mà giống nhà mình mới kỳ lắm. Không may lạnh này kia. Đồ khu cách ly không giống nhà mình. Em vô cái chỗ nằm cách ly nó là giường có nệm không hay là chiếu không? À có. Máy lạnh hay là quạt? À chắc chắn là quạt rồi, tại vì cái bệnh dịch này thì là không được điều hòa. Sẽ rất là khó điều trị. Thì bản thân em vào đấy thì đầu tiên cũng rất là lo lắng là ủa thế bạn cùng phòng của mình thì có an toàn không? Thì tất cả mọi người đều cho nhau cái tâm lý là tất cả mọi người đây đều không an toàn. Và thật cẩn thận, hãy cẩn thận. Cách xa, nói chuyện cách xa giống như anh với em cỡ 2 mét và đeo khẩu trang và hơn thế. À hơn thế. Hơn thế. Móc điện thoại ra nói chuyện với nhau đi anh, chứ còn hôm nay đó hơi bị gần gũi quá đó anh. Số điện thoại đầu tiên Châu Bùi sẽ gọi khi nghe tin là mình sẽ phải cách ly tập trung đó là số điện thoại của ai? Bố em. Lúc đấy là khá là hoảng sợ với cả hại hơi lo là không biết là 14 ngày tới thì công việc rồi mọi thứ như thế nào. Thì em gọi cho bố, thì bố là người mà thứ nhất là rất là bình tĩnh, thứ hai là suy nghĩ rất là logic, thứ ba là sẽ giải quyết vấn đề rất là nhanh. Thì mình sẽ gọi cho những người như thế để mình xin lời khuyên. Đầu tiên là bố sẽ bảo luôn là nhớ này, con tuổi Châu, làm việc cũng Châu, con sẽ phải tự biết cách ứng biến và bố mẹ tin con nên là con tự giải quyết đi. Thế là thực sự là nghe thấy câu đấy thì em thấy là bố nói thế rồi mà tự nhiên giờ mình khóc để làm cái gì nhỉ? Thế mệt thế mình. Em cũng từng tự hỏi mình là trong cái khoảnh khắc nếu mà mình nhận một cái tin hoảng loạn như vậy, ai sẽ là cái người thân yêu, ai sẽ là cái người để cho cái người đi cách ly cảm thấy vững tâm nhất. Đối với bọn em á, bọn con gái đúng là người cha. Ngược lại nếu mà em mà gọi cho mẹ em. Chính xác. Mẹ đã bảo rồi. Rồi mày đã hái hoa bắt bướm rồi mày về. Đầu tiên thì Quỳnh Linh giới thiệu người bạn rất là quen thuộc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Giải Mã. Nếu mà nói là giải mã thì trong cuộc sống có rất nhiều mật mã để giải, nhưng mỗi người có một cá tính khác nhau và mật mã của cuộc sống sẽ được giải qua cá tính của mỗi khách mời. Và khách mời của ngày hôm nay đó chính là ngồi cách xa 3 mét. Xin chào tất cả quý vị khán giả, và hôm nay thì Châu Bùi đã chính thức quay trở lại đây. Tái hòa nhập cộng đồng. Châu Bùi, cô gái sinh năm 1997, được biết đến rộng rãi bởi những bộ hình thời trang ấn tượng, đa phong cách. 20 tuổi, Châu Bùi được trao giải Top Fashion Influencer tại Malaysia. Ở tuổi 22, Châu Bùi tiếp tục được tạp chí Forbes của Pháp vinh danh là top 10 nhân vật có ảnh hưởng đến thời trang. Là khách mời xuất hiện tại hàng ghế đầu tiên của các tuần lễ thời trang quốc tế danh giá, được các nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới lựa chọn là gương mặt đại diện. Cô gái Hà Thành luôn tạo ra sức hút mạnh mẽ bởi sự biến hóa phong cách thời thượng, nhưng hơn cả cảm hứng từ những trang phục cho bùi mặt giới trẻ yêu thích và hâm mộ cô gái nhỏ bé này, còn bởi sự lan tỏa của lối sống tích cực và nguồn năng lượng nhiệt huyết. Hãy cùng giải mã câu chuyện của cô gái 22 tuổi này ngay bây giờ. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được đến chương trình cùng với cả anh Quyền Linh cũng như là chị Trách Quỳnh Như ạ. Em bây giờ em phải giải thích cái tái hòa nhập cộng đồng là em đến từ đâu, em đến từ đúng nghe không? Sao nặng nề quá vậy. Tại lúc nãy em thấy chị Miu là bảo em là đứng xa 3 mét. Tại vì quan niệm của chị Miu như thế, chứ theo anh quan niệm cách ly chỉ là chuyện bình thường thôi. Bởi vì tại vì em sống sao để cho cách ly thôi. Sống sao để cho cách ly thôi. Chết đây rồi. Châu Bùi thì ai cũng biết rồi, làm một người mẫu, chụp hình rồi đi chơi không có gì đâu, khổ cái đâu đúng không? Mọi người nói rằng là người mẫu sướng quá. Yeah. Ngồi chụp hình cười ha, yeah. Rồi đi bơi ha, rồi mặc quần áo đẹp, rồi ngồi sang trọng, rồi đi nước này nước kia. Để nói lại cho chính xác cho quý vị khán giả hiểu là Châu Bùi khi mà xuất thân á, trước hết là một fashionista. Và yeah, sau đó nổi trội lên, đó là cái lãnh địa đầu tiên của Châu Bùi, đó là lookbook. Yeah, mà lookbook là gì? Nhưng mà lookbook anh không biết. Thật ra thì là ngày xưa lúc mà em 17, 18 tuổi thì lúc đấy là có những cái lời mời là đi chụp hình lookbook. Lookbook đấy ạ. Dạ vâng. Thì là có nghĩa là ví dụ như là người ta có hàng mới về hoặc là hàng thiết kế thì sẽ cần phải có người mẫu để chụp hình để quảng bá sản phẩm. Thì đấy là chụp những cái bộ quần áo đứng ở trước mà máy chụp hình chụp để quảng cáo cho lookbook ạ. Ủa nhưng mà tại sao gọi là lookbook? Lúc mình nhìn
bút là cuốn tập, nhìn vô cuốn tập hả? Đó là nó như cái cuốn sách, như cái catalog đó à. Mình lật ra đó à. Thì nhưng mà bây giờ là nó có hai cái lãnh địa khác nhau. Là cái người mẫu mà chuyên nghiệp á, nó khác. Cái người mẫu lục bục nó khác. Ủa sao khác được? Người mẫu đã là người mẫu thì phải chụp hình hết chứ, có gì đâu khác. Khác Hồng Cực. Rất khác ạ. Ví dụ như em là em chỉ có 1m59 thôi, nên sẽ không thể nào mà làm người mẫu catwalk là đi trên sàn được. Người ta phải siêu mẫu, phải rất là cao, phải hương là phải cần là phải cao. Thì em đã chỉ là lục bục thôi, có là chỉ chụp hình thôi. Là gọi là mẫu chụp hình. Nói chung là mẫu lục bục là coi như là đa dạng và đa dạng hơn. Có lối thoát sự nghiệp lên lên này. Thì đó mình làm một lực lượng quên. Tạo dáng nó có, anh thấy cũng đâu có gì khó, thì dù mình ngồi vậy. Vậy miễn sao có chụp hình là được đúng không? Dạ vâng. Cái này có cần phải học hay không? Thật ra thì mình làm như nào cũng được thôi ạ. Nhưng mà quan trọng là mình mặc lên người ta có mua hàng của mình không? Còn mình mặc thế nào cũng được hết á. Đúng rồi, tạo dáng sao cũng được ạ. Tranh chụp hình thì cũng được thôi, máy cũng canh được thôi đó. Nhưng mà người ta có mua hàng không? Đúng rồi. Nhưng mà làm một người mẫu chụp hình như thế thì nó xuất phát từ cái đam mê hay là nó xuất phát từ trong máu của em ra? Thì đam mê của em thì không phải là lục bục, mà đam mê của em là thời trang. Nhưng mà để đến cái con đường thời trang thì mình cũng phải có, phải kiếm tiền này, phải có một ít tài chính thì mình mới mua được quần áo, hay mình có thể làm được những cái sở thích của mình. Và em thấy là mình chụp lục bục thì mình sẽ có được một phần nào đó tài chính, thì đấy là một cái cơ hội đầu tiên, không phải là hẳn là đam mê. Nhớ là lần đầu tiên em lục bục như thế được nhiêu tiền không? Lục bục như thế là ngày đầu tiên là nhớ lại là được 80.000 một bộ quần áo. Có một ngày là em đã chụp 100 bộ chẳng hạn. Đúng rồi. Xong rồi thay 100 cái khuyên đôi khuyên tai là sẽ là lần nào cũng chảy máu hết á. Là và xong chụp là từ sáng đến đêm thì cứ 80.000 bộ nhân lên. 80.000 bộ hả? Dạ, vẫn thấy vui. Mà anh chụp anh lấy 8.000 bộ. Nhưng mà anh phải buồn tiền à. Người ta không dám mua cái bộ đồ đó. Bây giờ thử em tạo cho anh vài dáng, anh thử anh học thử coi được. Còn thể làm lục bục không nha. Ok ạ. Nào. Bắt đầu. Tiếp tục. Cái này dán ông bà tôi, cái này dán ông tôi. Tiếp tục. Người ta rõ quần áo được bán hàng thôi ạ. Vâng, vâng. Tức là mình tạo về gương mặt hay là mình focus vào cái áo hay cái quần. Ví dụ như khách hàng mà cần là chị muốn bán cái áo này thì em sẽ nghĩ làm thế nào mà để chụp hình để bán được cái áo. Mà chị muốn là trông nó thoải mái tự nhiên, đúng là chính em, thì em sẽ cứ tự nhiên thôi. Ví dụ người ta muốn bán cái quần thì sao? Phải đứng lên chụp hình đúng không? Đúng rồi đó. À đâu em thử đứng, thí dụ giờ anh muốn mời em chụp hình để anh bán mấy cái quần thử coi. Mấy quần. À, rõ, 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 rõ quần là được. Rõ xếp. Chỉ có kiểu là dịn quần thì thôi hả? Vâng. Kiểu nào nó dài kiểu quần. Thì người ta nhìn thấy cái độ co giãn, co giãn. Xong rồi như lúc chị Miêu ngồi thế này chẳng hạn, thì là nhìn thấy là cái độ thoải mái. Anh chân. Linh mà bán quần là anh không cần tạo dáng luôn, người ta biết là quần nó rất co giãn. Em nghĩ là sau nếu mà có khách hàng nào mà cần bán quần em sẽ giới thiệu. Không, thú vị đó. Hồi xưa anh cứ nghĩ á là người mẫu là chỉ cần đẹp thôi, chỉ cần là mặc đồ vô chụp hình rồi muốn giới thiệu chứ không phải là mặc áo là phải giới thiệu. Mình nghĩ ra cách để chụp quảng cáo áo. Dạ. Nghĩ cách chụp quần, dạ, nón hay là quyên tai gì đúng không? Rất là nhiều bạn người mẫu khác nhau, cho nên nếu mà để mọi người nhớ đến mình thì mình phải có cái riêng thôi. Không, với em thì quá xinh rồi, người ta dễ nhớ lắm. Chứ Trác Thiên Miêu thì cũng dễ nhớ, cho nên lúc nãy mà Châu Bùi nói rằng là em đam mê, yeah, em đam mê thời trang. Thật sự là các bạn trẻ bây giờ nói chữ đam mê thời trang rồi, chị còn khoái thời trang, tại vì một tháng chị tốn rất nhiều tiền cho thời trang, rõ ràng là chị rất đam mê thời trang. Yeah. Có điều rằng là em đam mê nó ở góc độ nào, để làm một nhà người mẫu, để làm một nhà kinh doanh, để làm một nhà thiết kế, hay là chị là để làm một nhà mua sắm như chị? Là như bây giờ thì mọi người hỏi em là cái gì thì em sẽ bảo là Châu chắc là được mọi người gọi là fashionista hoặc là influencer, thì một người có sức ảnh hưởng với các bạn giới trẻ. Thì mọi người cũng hỏi là fashionista là cái gì. Thật ra là hai năm trước cũng hiểu là fashionista là gì nhỉ, cũng rất là khó để định nghĩa cho mọi người. Tại vì thật ra đối với em thì ai cũng làm thời trang được, ai cũng có thể là thích thời trang, thì ai cũng thể là fashionista và ai cũng có sức ảnh hưởng về cái bộ mặc của người khác. Đôi khi là mọi người mặc ngoài đường cũng có rất là nhiều người hỏi là ô mua ở đâu áo, mua ở đâu quần, mua ở đâu thế chị, thì đấy cũng là một fashionista rồi. Nhưng mà để mà có thể gọi đi quốc tế nhiều hơn, hay như chuyến em vừa đi vừa rồi xong rồi về 14 ngày được đi quốc tế như thế, thì mình sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tại vì đôi khi là cái gu thời trang thôi, hay là chăm chỉ thôi, hay đam mê thôi thì chưa đủ. Và để được công nhận và được đi show, và cái đam mê của em chính là ngồi trước cái show diễn em có thể khóc được, tại vì rất là xúc động. Tại vì đấy là những cái mà kiểu mong ước từ bé của mình. Mình đã học về những cái lịch sử của những nhà thiết kế, hay mình biết được là cái vải hay là cái chất may, rồi tất cả những cái khó khăn của người ta như thế nào. Cho anh hỏi cái này nha. Dạ. Thường người ta coi kịch
hay coi phim nó có tình huống nên ta khóc, người ta cảm động, người ta rơi nước mắt. Đúng rồi. Ủa em coi thời trang có gì đâu khóc. Nhưng mà nó là một cái đam mê mà không bao giờ mình nghĩ đến ạ. Từ trước đến nay là ở Việt Nam mình nói chung là vẫn chưa có nghề nào là fashionista cả. Cho nên là khi mà mình bắt đầu đã rất nhiều khó khăn, là vì mọi người rất là khó để công nhận và mọi người không hiểu nghề của mình là như thế nào, cũng như là mình không có một ai để dẫn cho mình là làm thế nào để được cái mục tiêu như thế. Mày mò rất là nhiều năm và đến khi mà mình làm được và tất cả là do mình mày mò thì nó sẽ là một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cảm xúc của sự chinh phục. Đúng rồi, của chinh phục. Thật sự ngày xưa thì người ta nói rằng là nghề người mẫu chỉ cần đẹp và có một đôi chân dài và chỉ cần cao thôi, hoặc là để chụp ảnh đẹp thì chỉ cần cười tươi. Và lúc nãy Châu Bùi nói đến một cái góc độ của nghề, đó là fashionista là một danh xưng chứ không phải là một nghề. Nhưng nó trở nên một nghề khi mà các bạn có ảnh hưởng đến xã hội. Không chỉ là còn cái áo mặc trên người em sẽ khiến người khác đùng đùng đi mua. Từ khi chúng ta có mạng xã hội, các fashionista đã ăn mặc đẹp nói gì cũng đúng. Thế là các bạn tác động không chỉ đến thẩm mỹ mà tác động đến ngay cả tư duy của những người. Ôi tôi yêu cái vẻ đẹp của Châu Bùi quá, tôi thích cái cô này quá, cô bận cái áo đó, tôi thích cái khí chất đó, tôi thích cái tư duy đó. Và kể từ đó các bạn trở thành những nhà phát ngôn, có thể trở thành nghề được là gì? Đại diện của các nhãn hàng thương mại, hoặc là có thể thậm chí là đóng vai trò dẫn dắt cộng đồng. Và thế là fashionista của chúng ta, Châu Bùi, người dẫn dắt cộng đồng, đã dẫn dắt cộng đồng đi coi fashion show ở bên Ý. Vậy thì em nghĩ rằng là fashionista không chỉ đẹp thôi mà có thể có những người không cần đẹp, vấn đề là cá tính hay là người ta dễ chú ý thì có thể làm được điều đó. Đối với em thì đúng thật là khi mà em đi sang show quốc tế rồi thì em nhận ra được là một cái bàn mình ngồi cùng các bạn, thì thật ra là nếu mà để nói là các bạn mà xinh đặc biệt hay là cao đặc biệt thì chỉ khoảng tầm 1-2 bạn thôi, còn mọi người thì đều là có một cái khí chất rất đặc biệt. Và giống như em là đôi khi là em thích một người vì cái cá tính của họ và cái phẩm chất của họ, thì họ mặc cái gì ấy cũng thấy đẹp. Còn nếu như mà mình đã không thấy người ta sống được tốt thì người ta mặc cái gì, kể cả đẹp bao nhiêu, thì mình cũng không muốn bắt chước người ta. Fashionista cũng là như vậy, kể cả mình mặc đẹp đến bao nhiêu thì mình xây dựng cái bên trong của mình mới là cái cốt yếu. Trở lại cái câu chuyện hồi nãy anh có nói, tức là làm người mẫu hay là làm fashionista gì thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần ngồi cười rồi tạo dáng ở trong máy lạnh, thậm chí là chúng ta đi đến những nơi rất là đẹp, ngồi ở nơi rất là sang trọng, mặc những bộ cánh rất là sang trọng, như vậy đâu có gì đâu là khổ cực, đâu có gì đâu vất vả, đúng không em? Đấy là lý do mà em cũng khá là kiểu chăm chỉ cố gắng quay lại những cái khoảnh khắc mà mình đi làm ở nước ngoài chẳng hạn, để các bạn có thể nhìn rõ hơn là ở đi làm như thế nào. Nói ra thì quá dài, nhưng mà ví dụ như là để một cái chuyến đi vừa rồi em đi Ý chẳng hạn thì sẽ phải đầu tư rất nhiều. Thật ra những cái chuyến đấy đó chính là chuyến mà đầu tư của bản thân mình. Cảm thấy là ok, mình đã làm thời trang và mình muốn mang thời trang Việt Nam mình chẳng hạn đến thị trường quốc tế thì mình phải đầu tư thôi. Ủa, đầu tư cái gì? Em đi thì người ta mời đi nè. Vào đó rồi em mặc đồ đẹp của một cái hãng nào đó nè. Em quảng cáo rồi được người ta trả tiền cho em nè. Vậy thì người ta đầu tư cái gì? Thật ra là cái chuyến vừa rồi là không có tài trợ, không có các hãng book cho mình, không có khách sạn cũng phải tự book, ekip tự book, quần áo cũng không. Cho nên là đấy là một cái sự đầu tư rất là lớn. Tức là em tự bỏ tiền giống như một nhà sản xuất. Chính xác là nhà sản xuất. Chương trình gì đó, làm chương trình để quảng bá hình ảnh. Nhưng làm sao để được vào những cái nơi đó? Vào cái nơi đó thì là có vé mời của hãng. Hãng sẽ mời mình nhưng mà không có đồng nghĩa với việc là hãng sẽ bao mình từ A đến Z. Tức là người ta chỉ mời thôi. Tất cả chi phí mình phải lo hết. Thật ra một phần là vì thị trường Việt Nam mình còn rất là nhỏ, nên là nếu như mà mình chịu đầu tư thì người ta sẽ ok. Còn nếu mà những cái bước đầu tiên mà mình đòi hỏi quá khi mà thị trường còn nhỏ, cái sức mua vẫn chưa lớn, thì rất là khó để cho các hãng bỏ cho mình rất là nhiều chi phí để mang mình sang. Và một phần là ở Việt Nam mình sang Pháp và sang Mỹ cũng rất là xa nữa, và chi phí rất là cao, nên là thường là những cái thời gian đầu thì em rất là phải đầu tư rất là nhiều. Nhưng anh không hiểu em đầu tư thế rồi em thu lại bằng cái gì? Khi em đầu tư cả ekip đi qua đó, nào là ăn ở đi lại rất là nhiều thứ. Một phần là vì đấy cũng là một cách mà em làm hình ảnh cho bản thân mình thôi. Một cách mà để mình build cái hình ảnh của mình nó tốt hơn, nó được mọi người công nhận đúng hơn. Câu chuyện ngoái oăm của Châu Bùi đó là một chuyến đi xa đến kinh đô của thời trang thế giới để xây dựng hình ảnh. Thế nhưng điều tạo nên hình ảnh, thiện cảm và năng lượng đối với cộng đồng xã hội không phải là chuyến ra đi mà lại là chuyến trở về. Em lấy cái góc độ thú vị của việc trở thành một người tạo ảnh hưởng. Ngay cả Châu Bùi bắt đầu đi thì cũng nghĩ là mình đi trong một cái vinh quang, bao bên đó chúng ta ngắm nhìn những cái bộ cánh rất là đẹp nhất. Rồi mình tung tăng mình đi về thôi. Đi về, và thậm chí đi về những hình ảnh của em sẽ được tràn ngập tất cả mọi cái thông tin đại chúng tại Việt Nam. Thì lúc đó mình nói trời ơi, Châu Bùi kia đẹp quá, trời ơi tại sao lại ngồi trong đó được? Mà mới đi qua bển về. Xong về tự nhiên. Xong chị muốn tò mò hỏi thêm này nữa là ngoài cái không khí náo nhiệt và lộng lẫy của cái lễ hội thời trang á, thì lúc đó thì người dân ở Âu Châu họ đã được đánh động
bởi cơn đại dịch này chưa? Em thấy là mọi người vẫn chưa. Nhưng mà bản thân mình là châu Á sang đó, mình rất là sợ. Có một cái mà mình có thể nhìn rất rõ là nếu như mà mình đeo khẩu trang ra ngoài đường là mọi người sẽ nhìn mình ánh mắt rất là kỳ thị. Nên là em cũng hồi đấy là em cũng sẽ kiểu ok, kỳ thị cũng được. Em vẫn sẽ bình thường và em vẫn sẽ phải bảo vệ cho mình. Vẫn đeo khẩu trang. Vẫn đeo khẩu trang. Cả ekip em đều như vậy, tại vì biết được là đang là có dịch rất là lớn. Lúc đó đã có lo sợ cho đường về chưa? Thật ra là lúc đấy thì cũng hơi một chút lo sợ thôi, tại vì lúc đấy chưa bùng hẳn lên. Lúc mà em chốt là em sẽ đi cái chuyến này là trước đến khoảng tầm 2 tháng, có là book tất cả ekip tất cả mọi thứ rồi, là chuẩn bị rất là lâu, rất là kỹ càng cho cái chuyến này. Nên là cũng không thể nào mà có cái chuyện là mình đã chuẩn bị hết rồi mà mình bảo là mình sợ dịch mình hủy đường, rất là khó. Còn cái ekip nữa và nhãn hàng nữa là vẫn cố gắng sang, và khi mà đọc được tin là Ý, đầu tiên là Ý là đang bùng dịch, thì may ngay cái lúc mà lên cái tin bùng dịch thì là cái show cuối cùng của em rồi, thì em chuyển sang Pháp. Thì đúng lúc em đi về thì bắt đầu Pháp cũng bùng dịch lên. Lúc mà em ở bên Ý thì chỉ có một cái tin là mình sẽ bị cách ly, nhưng mà có thể là cách ly tại nhà. Thì em không biết là em sẽ cách ly tập trung. Thì lúc về thì cũng hơi bất ngờ thật. Em không chuẩn bị tâm lý trước cho được gì bay thì sao? Em bay là tổng cộng là khoảng tầm 24 tiếng. Thì em hầu như em không ăn, không ngủ luôn. Tại em nghĩ là ok, xuống nhà nào, về một cái chạy về nhà đi ngủ một giấc, xong ăn uống các thứ, không ăn gì trên máy bay hết. Đi xuống một cái thì mời em vào kiểm tra y tế. Em cũng khai báo là em có đi qua Ý. Thì em cũng muốn là em cũng thử hỏi là thế em có phải cách ly tại nhà không? Không, em đi tập trung. Thì đấy là cái tin mà em kiểu em cũng một lúc. Thì lúc đấy cũng chưa có nhiều người cách ly, và em cũng là một trong những người mà khá là đầu tiên ở trong nghệ sĩ nữa. Thế là rất là bất ngờ. Và lúc đấy chỉ cãi đầu cãi tai và cũng mếu máo, tại vì đang kiểu bị bất ngờ quá và không biết là phải làm thế nào. Về đến trại cách ly thì cũng thấy ngỡ ngàng, tại vì thấy là rất là khác nhà mình. Và mệt quá rồi, kiểu 24 tiếng. Khu cách ly mà giống nhà mình mới kỳ lắm. Không may lạnh này kia. Nói khu cách ly không giống nhà mình. Em vô cái chỗ nằm cách ly nó là giường có nệm không hay là chiếu không? À có. Máy lạnh hay là quạt? À chắc chắn là quạt rồi, tại vì cái bệnh dịch này thì là không được điều hòa. Sẽ rất là khó điều trị. Thế bản thân em vào đấy thì đầu tiên cũng rất là lo lắng là ủa thế bạn cùng phòng của mình thì có an toàn không? Thì tất cả mọi người đều cho nhau cái tâm lý là tất cả mọi người đây đều không an toàn. Và cẩn thận, hãy cẩn thận. Cách xa, nói chuyện cách xa giống như anh với em cỡ 2 mét. Và đeo khẩu trang và hơn thế. À hơn thế. Hơn thế. Móc điện thoại ra nói chuyện với nhau đi anh, chứ cổ hôm nay đỏ hơi bị gần gũi quá đó anh. Số điện thoại đầu tiên Châu Bùi sẽ gọi khi nghe tin là mình sẽ phải cách ly tập trung đó là số điện thoại của ai? Bố em. Lúc đấy là khá là hoảng sợ với cả hại hơi lo lo là không biết là 14 ngày tới thì công việc rồi mọi thứ như thế nào. Thì em gọi cho bố, thì bố là người mà thứ nhất là rất là bình tĩnh, thứ hai là suy nghĩ rất là logic, thứ ba là sẽ giải quyết vấn đề rất là nhanh. Thì mình sẽ gọi cho những người như thế để mình xin lời khuyên. Đầu tiên là bố sẽ bảo luôn là nhớ này, con tuổi Châu, làm việc cũng Châu, con sẽ phải tự biết cách ứng biến và bố mẹ tin con nên là con tự giải quyết đi. Thế là thực sự là nghe thấy câu đấy thì em thấy là bố nói thế rồi mà tự nhiên mình khóc để làm cái gì nhỉ? Thế mệt thế mình. Em cũng từng tự hỏi mình là trong cái khoảnh khắc nếu mà mình nhận một cái tin hoảng loạn như vậy, ai sẽ là cái người thân yêu, ai sẽ là cái người để cho cái người đi cách ly cảm thấy vững tâm nhất? Đối với bọn em á, bọn con gái đúng là người cha. Ngược lại nếu mà em mà gọi cho mẹ em. Chính xác. Trời ơi. Mẹ đã bảo rồi. Rồi mày gái hoa bắt bươm rồi mày về mày làm khổ mẹ khổ cha. Ôi giời ơi, con ơi là con. Tâm lý của những người mẹ những ngày qua khi mà đón những đợt du học sinh người Việt Nam đang sống tại nước ngoài về với một số lượng lớn, trong đó là các bạn trẻ và du học sinh. Chúng ta đã đọc rất nhiều câu chuyện về những bà mẹ làm loạn tại sân bay, về những bà mẹ làm bằng mọi giá đưa con từ nước Pháp về. Trong cái mắt nhìn của cộng đồng mạng á, các bạn trẻ may mắn được đi du học nhưng lại được đối xử như những đứa trẻ bại liệt, là không có tự làm được cái gì hết, là mấy bà mẹ làm hoảng loạn lên là bằng mọi giá phải cứu con mình ra, phải lôi con mình về. Cái tâm lý của các mẹ sẽ làm cho cái người bị cách ly á, quên mất mình là một người lớn và chịu trách nhiệm về chuyến đi của mình, chịu trách nhiệm cho sức khỏe cộng đồng. Mà ngay lập tức các mẹ sẽ làm cho các bạn, mặc dù đã là những người trưởng thành, trở thành những đứa con nít, đòi hỏi cái này, khóc lóc hoảng loạn và làm cho tình huống càng rối ren hơn. Mẹ ai cũng thương con mà, họ lo cho con đủ thứ, họ nghĩ rằng con họ sẽ không vượt qua điều đó. Anh nghĩ rằng điều đó đúng thôi. Điều đó đúng nhưng nó không có đúng lúc. Em cho rằng là ngay lúc đó sự điềm tĩnh có trong thuộc tính của người đàn ông, có trong các ông bố, chính là cái cách vừa tôn trọng sức khỏe bản thân và vừa tôn trọng cộng đồng của mình. Thật sự nói trong lúc đó người ta bị khủng hoảng về tinh thần. Thí dụ giờ tự nhiên bước xuống bay thấy con mình nói ôi con tôi bị cách ly rồi, tất cả người mẹ sẽ bị khủng hoảng mà người ta em quên đi những điều đó. Em tin rằng là trong lòng bố của Châu Bùi lúc đó ông cũng khủng hoảng, nhưng cái cách lo của người cha sẽ là trấn an và giữ bình tĩnh. Đó là cái tâm lý mà em ao ước được rằng là những cái lượt bạn du học sinh hay là những cái gia đình sống tại nước ngoài về Việt Nam, giá như tất cả mọi người truyền cho nhau cái năng lượng bình tĩnh, điềm tĩnh.
Em thì bình tĩnh, em nói dễ. Nhưng những người trong cuộc khi mà có con mà bị cách ly hay là tự nhiên bị cách ly thì thật sự trong lòng người ta bị rối loạn. Lúc đó ta không suy nghĩ là mình phải làm điều gì cho nó ấy đâu. Lúc đó bằng và chìa khóa trong cơn đại dịch đó là một khi mình thấy rối loạn trong lòng, đừng thực hiện bất cứ hành vi nào, đừng quyết định bất cứ điều gì. Lúc đó là em bình tĩnh, em nói không có được đâu em ơi. Trong bất kỳ một cái khủng hoảng nào, trong bất kỳ một cái câu chuyện nào, khi chúng ta vô tình chúng ta lọt vào câu chuyện đó, anh bảo đảm em không đủ sự minh mẫn để em giải quyết. Thành ra mình cũng không trách được những cái người mà đang rơi vào cái khủng hoảng như thế. Ví dụ như bữa em gọi cho mẹ em đi, chắc chắn mẹ em sẽ khóc, mẹ em sẽ rối, rất là rối. Thậm chí nếu anh con, là con nhỏ nó sẽ rối theo. Lúc đó em lên lo. Thật ra là cũng sẽ là lo, nhưng mà lúc đấy xong rồi sau khi mà bố gọi thì bắt đầu đến mẹ gọi. Thật ra là tính em cả mẹ em thì khá là dễ nói chuyện. Vì mẹ bảo là ô con ơi, thế này là có sao không, có cần gì không, ở đấy thì có ai không hay mẹ bay vào nhé. Em chỉ bảo là thật ra là con nghĩ là đây là cái lựa chọn của mình đâu còn cái lựa chọn nào khác. Một là con đi về nhà với bố mẹ, con trốn cách ly. Nếu mà có vấn đề gì con lây cho gia đình, rồi gia đình lây cho tất cả mọi người. Và lúc đấy thì con nghĩ là bố mẹ sẽ không bao giờ nói là tự hào về con nữa, mà bảo là quá xấu hổ về đứa con gái này đi làm về mà không biết tự cách ly. Phần hai là bây giờ mình cứ cẩn thận, mình vào đây rồi thì bây giờ đằng nào con cũng không có lựa chọn nào khác, nên mẹ cứ bình tĩnh mà giải quyết với con thôi. Bây giờ mẹ bay trên máy bay có vấn đề gì thì con ở trong này con lại càng buồn và con càng lo lắng hơn. Con nghĩ là cái việc duy nhất mà bố mẹ có thể giúp con ấy là cho con trong này bình tĩnh và có thể yên tâm về cả bố mẹ nữa và gia đình. Thế là bố mẹ em cũng bảo ok, trong này có bạn chưa, và giờ có bạn rồi, không phải lo trước đó gì hết. Bởi vì á, cho Bùi á là nghệ sĩ cũng quen rồi, tự tin rồi. Còn nếu như một cái người nào đó họ lần đầu tiên rơi vào cái thế này, thật sự họ sợ. Thế là cách ly là sao, hàng trăm hàng ngàn cái câu hỏi đặt trong đầu, người ta sẽ bị rối loạn. Bởi vì em là với showbiz thì dù sao em cũng rất là bình tĩnh mới giải quyết theo cách đó. Ai nói ông showbiz không hoảng loạn? Cũng những ngày qua nhiều nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhiều người ái mộ, cũng đã lộ rõ ra một điều rằng là chính ra showbiz của chúng ta quen rằng là khung cảnh trường quay, khán giả, chúng ta quen đời sống cộng đồng, chúng ta quen bạn bè, chúng ta quen những buổi cà phê, những buổi tiệc tùng, và việc phải ở trong một cái nơi mà điều kiện sinh hoạt mang tính cơ bản nhất, không có những buổi đi chơi, không có không khí máy lạnh xa xỉ, bạn không thể chọn mùi nước hoa mình thích vào mỗi buổi sáng được, và luôn luôn phải che mặt chứ không có được trang điểm đó. Thì tất cả những cái đó chính ra cái người nghệ sĩ là cái người khó đáp ứng được điều kiện của khu vực cách ly hơn là những người bình thường. Em thì em vẫn nghĩ như vậy nè, tôi Bùi có được cái sự điềm tĩnh đó, có lẽ là bạn là daddy's girl, cô gái chịu ảnh hưởng của cha nhiều nhất. Em có một cái sự rất là bình tĩnh, là mình không biết thì mình cứ đi vô rồi từ từ mình biết đi đó. Nói vậy có dễ đâu, nhỏ nó làm được rồi kìa. Chỉ có Châu Bùi làm được, mà anh nghĩ cho một vài người làm được thôi. Trời ơi, bây giờ mấy ngàn người ngoài kia làm được rồi đấy. Bây giờ người ta hiểu rồi, nhưng mà trong đó có ai hoảng loạn không em? Nghe tiếng khóc hàng đêm. Ôi, bản thân em cũng có khóc, và em biết được là bản thân mình tuổi trâu và bình thường là vẫn nghĩ là mình chịu áp lực rất là giỏi, mà mình còn phải như thế thì mình nghĩ là vậy thì mình làm được cái gì để cho mọi người biết được là ở trong này ra sao, cũng như là chuẩn bị sẵn cái tâm lý. Cứ mỗi đêm em nghe thấy tiếng khóc, em không ngủ được, em lại dậy, em ngồi em viết máy tính, em bảo là ok, mai sẽ lên content này để cho mọi người an tâm hơn. Em nghĩ là đấy cũng là một cách mà rất là hữu ích để chia sẻ với mọi người, để là biết ok, nếu như mà rơi vào cái trạng thái của trâu, hoặc là nếu mà lo lắng thì cách đầu dòng đầu tiên mình một gọi cho những người mà có thể trấn an mình, chứ không nên gọi cho những người mà làm cho mình lo lắng thêm. Thấy chưa, em nói mà. Ủa nhưng mà trong đó thì cũng sinh hoạt bình thường, đâu có cái gì cả ngăn cản đâu mà phải lo. Em sử dụng máy vi tính vẫn được, em gọi điện vẫn được, em vẫn nói chuyện thoải mái, vấn đề là em không đi ra ngoài được thôi. Đấy là nếu mà mình suy nghĩ theo một cái hướng tích cực thì đúng là như thế. Còn tất nhiên là sẽ có rất là nhiều người vào đấy kiểu vừa vào một cái tiêu cực ngay. Ôi không có điều hòa, thế là chết mất, nóng quá không thở được. Hay là ôi ăn thế này, bình thường mình đang ăn một kiểu khác, bây giờ ăn cơm bộ đội sao mình ăn được. Ôi đang ngủ trưa đến 10-11 giờ, bây giờ 6 giờ đã có bác sĩ vào gọi dậy để khám bệnh. Hay là ôi tại sao mình bây giờ không nói chuyện được với ai, tại vì ai cũng phải đeo khẩu trang và kiểu tránh xa nhau. Tất cả mọi thứ là làm cho mình một cái tâm lý là mình đang vào bệnh viện và mình đang bị cách ly với mọi người. Nhưng mà thật ra là nếu như mình suy nghĩ theo một cách tích cực hơn thì là mình chỉ là mình đang bảo vệ bản thân mình và cộng đồng. Đúng thì rồi. Sẽ là rất là khác. Anh nghĩ nếu như ai đã từng trải qua thời sinh viên thì cái chuyện mà ở tập thể đó là chuyện bình thường. Ăn chung rồi thậm chí là tắm chung hay là sinh hoạt chung là chuyện bình thường. Chị cùng lắm mình cứ nghĩ là mình đang tham gia game show của du lịch kỳ đó, ví dụ thế. Mình sinh hoạt cho và có lẽ chính Châu Bùi đã nghĩ như vậy, cho nên em đã muốn chia sẻ cái tour du lịch cách ly của chính em. Chính xác, tour du lịch rất vui, tại vì thật ra đúng là có một cái sợ là vì tất cả mọi người trong đấy đều có tâm lý là sẽ có một ai đó bị bệnh. Hoặc là ai bị đó có dính virus thì sao. Thì tất cả những cái đồ vật động vào hay là cái cửa mà nhà tắm chung đều rất là cẩn thận với nhau. Thì ok, bây giờ mình muốn cẩn thận thì bây giờ em cứ cọ liên tục thôi. Tuy nhiên là xin cái là cọ.
Thế là một ngày cứ mất khoảng tầm 3 tiếng coi vệ sinh rồi, cứ đi vào cái là cọ. Hay mình là bảo vệ mình cũng là bảo vệ nhiều vâng, người. Hay là tay bây giờ là cũng sẽ hơi trắng ra tại vì tẩy sát trùng nhiều quá. Yên thành sạch sẽ, đi ra đâu cũng cầm theo cái bình xịt. Lau. Hay là ăn uống xong là dọn dẹp luôn. Nên là em thấy tự nhiên là mình ra được rất là thói quen tốt. Hay là cái nhà tắm không có vòi hoa sen, ta phải chúi cái đầu xuống để gội. Cũng là một cái trải nghiệm rất là hay và em nghĩ là ồ, hóa ra là mình có thể làm được. Và cái suy nghĩ mà em nghĩ là nhiều nhất ấy, mà em suy nghĩ và em thấy lo lắng hơn ấy, đó là 14 ngày này chỉ có một cái giường thì mình sẽ làm cái gì bây giờ? Đọc sách, đọc phim, đọc phim. Có những bạn khác phòng em chẳng hạn, thôi ngày thứ 7 rồi, xem phim chán rồi, đọc sách chán rồi, làm gì bây giờ? Đó chính là nhân cái dịp mà Châu Bùi, người tạo ra ảnh hưởng rất nhiều với mấy bạn trẻ đó. Qua cái cơn đại dịch này mình mới khám phá là đã lâu rồi chúng ta không biết cách trở thành bạn tốt của chính mình. Cách ly em có quen nhiều người bạn không? Thật ra là có, nhưng mà tất cả mọi người thì vẫn giữ cái khoảng cách với nhau. Thực sự là lúc đấy em vào, cái lúc mà em khóc ạ, em nhận ra là cái việc mà em có thể thích ứng được cái chỗ đấy là chắc chắn cũng làm được. Người khác sống được thì không có lý do thì mình không sống được cả. Việc tại sao mình ở đây một mình lại thấy buồn thì em nhận ra là vậy thì có lẽ tâm lý của mình có vấn đề hoặc là bên trong của mình có vấn đề gì đó. Thì đây chính là 14 ngày để mình vừa thiền, mình vừa tập, đọc sách và mình giải quyết tất cả các vấn đề của mình. Có một sự trải nghiệm. Bây giờ quay trở lại một cái chuyện em rất là tò mò, em phải hỏi cho bằng được. Dạ. Là mấy cái bạn mà giúp mình ở đó, dạ, là mấy bạn đó là mấy bạn quân vụ hay là chị nghe nói mấy bạn sinh viên trường y cũng xung phong lên cái tuyến đầu. Chị rất muốn cho buổi chia sẻ về cái khoảng thời gian em có với các bạn. Thật ra là các bạn đấy là các anh bộ đội thôi, các chú bộ đội trẻ. Các bạn đều sinh năm khoảng tầm 99-2000, rất là trẻ tuổi, rất là dễ thương. Là cơm của em ăn cũng là các bạn bộ đội nấu luôn. Nên là cái hồi đầu tiên là em cũng hỏi là Châu không biết ăn cái, nhưng mà kiểu có cái món gì khác hay là được chọn hay không ấy. Và là Châu ơi có mì thì cho Châu mì, nhưng mà cái sao lại nấu ngay nãy cũng cá thế. Và là các chú bộ đội là giỏi nấu cá thôi, nấu cá rất nhanh chị ạ. Thế mình nghe thấy mình thấy là các chú bộ đội nấu cũng có đòi hỏi đúng không, dị ứng cá chú bộ đội nói thế. Thì em bảo là thôi các chú bộ đội đã nấu rồi thì mình tập ăn cá, cũng chỉ là một cái thực phẩm tốt cho mình. Đúng rồi, thì tại sao mình không thử ăn đi, đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm để mình tập ăn cá. Đất nước đang rất lo lắng cho các bạn trẻ, các bạn du học sinh tại nước ngoài, ông bố bà mẹ bằng mọi cách đưa con về nước mới an toàn ở bên cạnh gia đình. Nhưng ít ai nói đến bà mẹ của những bạn đang làm công tác quân vụ tại các khu cách ly. Họ cũng là con trai của một ai đó. Họ đang ngủ trên sàn, họ đang mang vác hành lý cho từng cá nhân một. Mỗi ngày họ lại phải trấn an cho những người mà họ đang chăm sóc. Họ luôn luôn là F1 đó. Luôn luôn là F1. F1 đấy. Mọi người hết bệnh âm tính về, các bạn ấy ở lại. Đúng rồi. Sau khi 14 ngày ra rồi đó, thì cảm nhận của em thế nào về khu cách ly đó? Đối với em thì đây chắc chắn là một cái mà ông trời ban tặng cho mình. Thật sự là như thế. Tại vì nhiều khi em vẫn nhớ là những cái đầu năm vừa rồi, là ngày nào cũng ngồi em xem lại những cái bức hình của em ngày cấp 3. Sau hỏi là tại sao mà bây giờ mình càng lớn mình cười không tươi như ngày xưa nhỉ? Không hiểu là cái vấn đề của mình là làm sao. Mình sẽ tìm ra cái vấn đề của mình và mình sẽ phải tìm lại bản thân mình. Nhưng mà đôi khi mình không nhìn ra cái vấn đề của mình, tại vì mình mải mê đi làm. Mình mải mê là quần áo chạy show, rồi mình mải mê với cả trên mạng xã hội. Mình không có biết được là cái vấn đề bên trong của mình là gì. Nhưng mà chỉ khi mình ngồi đó một mình, chỉ có một cái giường thôi trong 14 ngày, thì bắt buộc bạn phải nhìn ra cái vấn đề của bạn và giải quyết vấn đề đấy. Cũng như bạn phải cho đi yêu thương cũng phải nhận lại yêu thương. Đến sau 14 ngày thì thực sự là em cứ cười hoài, không dứt được ạ. Có nhớ những người trong khu cách ly rất, của em rất nhớ, để đã quay lại thăm mọi người. Và đúng là mình cứ đối xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình. Mọi người cũng rất là thương em và cũng ríu rít nhớ thương. Mình thấy các chú bộ đội còn phải nằm chiếu, chưa có quạt mát. Tại vì quạt cho tất cả các phòng cách ly rồi, chưa có đủ quạt thì em mua quạt cho mọi người. Cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi, không đáng quá nhiều cả cái tấm lòng của mình thôi. Em thấy là mọi người vui là em thấy vui rồi. Đặc biệt nữa là 2 tuần vừa rồi chả phải tiêu gì. Trời ơi. Bây giờ mà gia đình đuổi đi là có chỗ đi rồi anh. Thật ra là ngày hôm trước là có một cái khoảnh khắc mà thật sự là tất cả mọi người im lặng. Đó là khi mà có một bạn dương tính, đối vợ phòng em, thì các bạn ấy cũng là từ UK về, là từ Anh về. Tất cả mọi người cùng phòng nếu như mà không có ý thức là giữ cái khoảng cách, cũng như là không có ý thức là giữ cái đồ riêng cá nhân, không được bỏ khẩu trang ra rồi tay tiếp sửa sạch sẽ, thì rất là dễ lây lan. Và đúng là cái khoảng thời gian mà tự nhiên dương tính và đi lên bệnh viện luôn, thì tất cả mọi người quanh phòng cả một dãy đấy, là đêm đó là em thấy mọi người là ôm đầu hết, là mọi người khá là hoảng sợ.
Cho nên là nếu mà nói là khu cách ly rất sướng thì em nghĩ là không. Nhưng mà nếu như mà mình không còn lựa chọn nào khác và mình đã đi qua cái khu mà có ổ dịch thì mình vào đấy thì mình sẽ có thể suy nghĩ tích cực thôi. Còn nếu như bảo là ở ngoài mà muốn vào thì mọi người không nên có suy nghĩ như thế. Không. Nghĩ là quan trọng là mình đảm bảo được cái sự an toàn cho mình. Đó là đeo khẩu trang. Giống như anh em mình trước khi vào đây, mình được khử trùng, mình được đo nhiệt độ. Mình vào đây thì tất cả mọi thứ vệ sinh sạch sẽ hết rồi mình mới vào đây. Thực chất mà nói thì qua câu chuyện Châu Bùi cũng như là báo chí từ hôm nay, tôi tin thì tôi cảm giác rằng là cách ly không phải là cái gì đó nó quá dữ dội, mà cách ly để đảm bảo được cái sự an toàn cho mỗi người. Và ở đó chúng ta có một thời gian để chiêm nghiệm, trải nghiệm, thậm chí có thời gian tôi sống chậm lại để yêu thương nhau nhiều hơn và suy nghĩ những cái tích cực hơn. Và ở những nơi đó tôi cần có lan tỏa những cái sự tích cực cách ly để đảm bảo an toàn. Mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Chỉ qua một cơn đại dịch, người ta sẽ phân biệt được sự khác biệt rõ ràng giữa lây lan và lan tỏa. Châu Bùi, người đã đi qua 14 ngày thử thách, đã làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây lan và để đẩy mạnh sự lan tỏa. Và cũng qua chương trình này, cũng cùng với Châu Bùi một lần nữa gửi lời cảm ơn và tình yêu thương đến các bạn đang ở tuyến đầu, đang làm công tác quân vụ. Các bạn sinh viên trường y đã xung phong trở thành F1 của đồng bào mình, các y bác sĩ. Chúng tôi ở bên cạnh các bạn ghi nhận, trân trọng và yêu thương hết mình. Không phải là Châu Bùi là người lan tỏa nữa, mà tất cả mọi người chúng ta đều là người lan tỏa. Nếu như rõ ràng là mình chỉ cần làm một hành động tốt thôi, người đầu tiên là gia đình mình, bố mẹ mình thấy an tâm, rồi từ bố mẹ cũng sẽ lan tỏa rất là nhiều người. Đừng ngại là một cái người mà có sức lan tỏa ở trên mạng xã hội bằng cách là mọi người làm gì hay mọi người cứ share lên, chả ngại gì sống ảo. Và đây chính là cái thời gian để chúng mình sống ảo. Tại sao không sống ảo những cái mà mình rất là tốt, hay bằng cái việc là mình đến phòng tập mình không làm gì hết, mình chụp ảnh. Bây giờ là mình ở nhà, mình làm rất nhiều hoạt động ý nghĩa, mình chụp hình lên, mình sống ảo, nhưng mà là sống ảo tốt cho mọi người. Nếu như mà sống ảo mà được như vậy thì Châu ủng hộ tất cả mọi người hãy sống ảo như vậy. Trong thời gian này thì cái việc mà mình cho và mình nhận được lại, mình cho đi tình yêu thương rất là quan trọng. Trong lúc này thì tất cả các quan chức năng, tất cả mọi người cùng chúng ta góp sức để đẩy lùi cái dịch bệnh đó. Và tất cả chúng ta cần có sự chia sẻ. Có thể những sự chia sẻ đó sẽ đem lại ấm lòng cho người ta. Cảm ơn sự trao đổi, tranh luận của Trác Thiên Miêu. Cảm ơn Châu Bùi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm.